Ngọc Thơ Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Câu chuyện thiếu điện ở xứ Thiên Đường Ngày 21 tháng 5, blog Gió Bất trên AFA có bài Đã đến đích Thiên Đường Tác giả hài hước đặt vấn đề Dù cứ lặp đi lặp lại công thức Mỗi nhiệm kỳ đại hội đảng Cả nước ta lại tiến lên một bước chủ nghĩa xã hội Cho dù đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng cũng băn khoăn bối rối Vì chưa biết bao giờ mới tới nhưng nếu lấy phân phối bao cấp cơ chế xin cho vàng son mẫu mực làm tiêu chí mô hình xã hội chủ nghĩa thì sau đại hội 13 ánh sáng vườn đông của chủ nghĩa xã hội đã lóe lên sáng chói hình ảnh bài trên blog AFA theo đó tác giả chăm chọc năm 2022 cả nước đã văn minh hoành tráng xếp hàng mua xăng dầu theo định mức 30.000 đồng thì năm nay hành khúc cướp điện luân phiên đã ngày càng dồn dập nếu hạn hán kéo dài bản vàng tích nước trên thượng nguồn sông Mekong, công thì viễn cảnh tươi đẹp là phân phối gạo theo đầu người sẽ tái hiện đồng thời ngành y tế cũng đã tiết kiệm ngoại tệ ngân sách rất lớn tẩy chay không nhập thiết bị y tế thuốc đặc trị của bọn tư bản dãy chết tái sử dụng dao mổ máy cũ thuốc men tỷ suất sinh và tử cũng được cân đối cân bằng mà không cần vận động sinh đẻ có kế hoạch các cơ sở hỏa táng được tăng thu nhập nhờ hoạt động hết công suất tác giả mỉa mai rằng không cần đến tiến sĩ, kỹ sư, người dân đều biết Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm hai mùa mưa nắng. Điện lực cũng như các ngành kinh tế khác không thể không xem xét các yếu tố này khi xây dựng chiến lược, kế hoạch của ngành. Hình ảnh EVN kêu gào thiếu điện do thủy điện cạn nước. Thế nhưng tác giả nhạo bán mãi đến trung tuần tháng 5 khi nguồn nước cho thủy điện đã cạn kiệt thì ngành điện lực và bộ công thương mới cuốn cuồng họp khẩn để bàn chuyện thiếu điện như người vừa du hành từ ngoài hành tinh trở về. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp EVN, BVN, TKV và Tổng công ty Đông Bắc về kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia trong những tháng cao điểm nắng nóng năm 2023 đại diện evn kêu cứu việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng sẽ rất khó khăn đặc biệt hệ thống điện miền bắc phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lớn tác giả dẫn yêu cầu mâu thuẫn của ông nguyễn hồng diên trong bất cứ hoàn cảnh nào hệ thống điện quốc gia cũng phải được đảm bảo do đó evn phải thực hiện ngay việc phát động phong trào tiết kiệm điện trong toàn ngành phối hợp với các tỉnh thành khách hàng sử dụng điện lớn cùng chung tay tiết kiệm điện Tác giả so sánh nói ngành điện phải đảm bảo nhu cầu xã hội, muốn bảo đảm thì phải tiết kiệm, thì cũng giống như bảo ngành lương thực, không thể để dân chết đói, mà nếu không muốn đói thì không được ăn no. Tóm lại là tác giả chăm biếm, ngay giữa khi nắng nóng toàn xã hội đang cần điện nhất, bộ chủ quản và ngành điện lực đã ép cả xã hội phải vui vẻ tiết kiệm điện sau khi tình thương mến thương tăng giá điện từ đầu tháng 5. Hình ảnh tình trạng cắt điện luân phiên. Tác giả cho biết, theo sau tăng giá điện, tiết kiệm điện sẽ là cấp điện. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh bị cắt điện, hàng quán tạm nghỉ. Tương tự, Hà Nội lên lịch cắt điện nhiều địa điểm, có nơi cắt điện liên tiếp 2 ngày. Tác giả dẫn lời ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều Tiết Điện Lực cho hay, nhiều hồ thủy điện thiếu nước gây thiếu điện và đặt câu hỏi, thật sự có phải Việt Nam đang thiếu nguồn cung điện? các giả nhận xét thực tế chừng như ngược lại, Việt Nam chỉ thiếu điện do tổng công ty điện lực Việt Nam sản xuất và phân phối, nhưng còn thừa rất lớn nguồn điện mặt trời, điện gió do các cơ sở tư nhân sản xuất nhưng không được EVN tiếp nhận thu mua. Điều bất hợp lý là điện gió, điện mặt trời là điện sạch, không có tác hại môi trường, lẽ ra phải được tận dụng và giảm công suất các nhà máy điện than, nhiệt điện, nhưng EVN vẫn làm chuyện mà người thường cũng nhìn thấy là lãng phí bất công. Vì là đơn vị phân phối độc quyền nên EVN chen ép giá cả, làm điện gió, điện mặt trời không thể bán hoặc bán với giá rẻ mạt. Tác giả tiếp tục mỉa mai rằng những bất cập ấy nếu ai góp ý kêu than thì sẽ trở thành phản động, chống đối chính quyền, lợi dụng quyền tự do dân chủ và cánh cửa thiên đàng đang mở ra trước mắt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Câu chuyện thiếu điện ở xứ thiên đường thu hút sinh viên Mỹ đến Việt Nam du học nhiệm vụ bất khả thi. Ngày 22 tháng 5, VOA tiếng Việt có bài Đại học Việt Nam tìm cách thu hút sinh viên Mỹ sang du học liệu có khả thi. Hình ảnh bài trên VOA. Theo đó, một số trường đại học Việt Nam gần đây đang tìm cách thu hút sinh viên Mỹ sang du học trong một nỗ lực nhằm nâng cao vị thế của các cơ sở đào tạo đại học trong nước. Tuy nhiên một số nhà giáo dục dày dặn kinh nghiệm nói với VOA rằng đây là một mục tiêu đầy thách thức, nếu không muốn nói là khó khả thi, giữa bối cảnh nền giáo dục Việt Nam còn quá nhiều điều bất cập. VOA đề cập đến một cuộc hội thảo do Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gần đây với sự tham dự của hơn 30 tổ chức giáo dục đại học tại Việt Nam một số cử tọa đã thảo luận về xu hướng của các chương trình giáo dục nước ngoài tại các cơ sở đào tạo đại học Mỹ, trong đó bao gồm các biện pháp nhằm thu hút sinh viên Mỹ đến các nước đang phát triển như Việt Nam để du học. VOA dẫn báo cáo thường niên Open Doors vào năm 2022 về trao đổi giáo dục quốc tế của Viện Giáo dục Quốc tế IIE của Mỹ. Số sinh viên Mỹ sang học tập tại Việt Nam là 1.235 sinh viên, vào năm 2018-2019, hình ảnh sinh viên đại học Mỹ. Trong khi đó, VOA cũng cho biết Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới về số lượng học sinh sang Mỹ du học, cụ thể là 20.713 sinh viên trong năm 2021-2022. VOA nhận xét những con số biết nói cho thấy khoảng cách khổng lồ trong lĩnh vực trao đổi hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ. VOA dẫn lời giáo sư Nguyễn Đăng Hưng một nhà giáo dục nổi tiếng từ Bỉ đã trở về đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam suốt 20 năm, nói Theo chỗ tôi biết, một số sinh viên của Mỹ sang Việt Nam học thì cũng chưa có chủ đề nào rất hấp dẫn, không có gì đáng nói. Có lẽ họ sang để học về văn hóa Việt, tiếng Việt, cùng lắm là lịch sử Việt. VOA cũng dẫn lời giáo sư Charles Cường Nguyễn, trưởng khoa kỹ thuật trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, thừa nhận nhu cầu của sinh viên Mỹ về Việt Nam học không cao khi khuyến khích các sinh viên mỹ đi những nước không nổi tiếng lắm như việt nam không ai biết nhiều thì họ rất lo lắng về vấn đề như an ninh hay chỗ ăn chỗ ở giáo sư cường nói giáo sư nguyễn đăng hưng thì cho rằng có nhiều yếu tố khiến cho môi trường học tại việt nam chưa đủ hấp dẫn đối với sinh viên quốc tế nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là chất lượng của giáo dục nhận xét về đẳng cấp của giáo dục việt nam so với mặt bằng trong khu vực và quốc tế giáo sư hưng nói ngay khá bị đá hình ảnh lượng sinh viên Việt Nam tị nạn giáo dục là rất lớn. Có nghĩa là giáo dục Việt Nam vẫn giữ nguyên si cái phương hướng mà tôi cho là sai lạc. Nó làm cho tinh thần hội nhập quốc tế khó mà có thể phát triển được. Bởi vì giáo dục Việt Nam làm giáo dục một chiều, giáo dục trên tinh thần lẫn lộn giữa tuyên truyền và giáo dục. Giáo sư Hương giải thích thêm. Trong khi đó, giáo sư Charles Cường Nguyễn cũng cho biết các sinh viên mỹ mặc dù sang việt nam để lấy các lớp học ngắn hạn cũng bày tỏ lo ngại về chất lượng của các chương trình giảng dạy tại các trường ở việt nam không có liên kết hay phối hợp với các đại học ở hoa kỳ để thu hút sinh viên mỹ về học một số lớp tại việt nam theo voa giáo sư george cường nguyễn đề nghị các trường đại học việt nam nên tìm kiếm sự hợp tác với các trường nổi tiếng ở mỹ để các trường này khuyến khích sinh viên của họ về lấy một số lớp học tại việt nam vì điều này rất có lợi cho sinh viên tại việt nam voa dẫn báo cáo của IIE những quốc gia hàng đầu mà sinh viên mỹ chọn sang du học là Ý tây ban nha anh pháp hàn quốc với các ngành học phổ biến như kinh doanh và quản trị khoa học nhân văn khoa học đời sống kỹ thuật ngoại ngữ và nghiên cứu quốc tế mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng y tế truyền thông báo chí Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin thu hút sinh viên Mỹ đến Việt Nam du học. Nhiệm vụ bất khả thi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D.